Vâng, kính thưa quý vị, anh chị, các bạn, chúng tôi đang ở Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, nơi diễn ra hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2022. Ở khu vực này quy tụ rất nhiều các tác phẩm của các nghệ nhân, của các nhà vườn rất nổi tiếng ở toàn khu vực phía Bắc đem về đây tham dự. Thì ngày hôm nay ngày 28 tháng 8 thì đã chính thức khai mạc. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn một số cái tác phẩm được trưng bày ở đây. Quý vị anh chị các bạn đang xem tác phẩm này có tên là Thành Đồng Tổ Quốc. Đây là tác phẩm của anh Dương Văn Mười. Vào năm trước khi triển lãm Ninh Bình thì tôi cũng ghi hình ảnh của cây này để chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn rồi. Một cây rất là lớn. À, xin chào bạn. Mình vừa lên. Bạn ở kênh nào nhỉ? Em Dương Bonsai mới. À, Dương à. Mình ở cây cảnh Bách Thuận. Vâng, hôm nọ với anh Vũ em nhìn thấy anh ở đấy rồi. Thái Bình mà. Mình em mới thấy mình lên đây. Bạn ghi hôm nào? Hôm 26 à? Hôm 21 có. Hôm 21 có. 26 có. À. Tớ tranh thủ mấy ngày rảnh rảnh thôi chứ còn cũng không đi quay suốt được. Nhưng mà hai sự kiện này lớn quá. Sự kiện của Thái Bình và Bắc Ninh quy tụ là các tác phẩm đẹp. Đúng rồi. Toàn cao thủ võ lâm xuất hiện đây, toàn siêu phẩm cả. Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, một vài câu chuyện tôi nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp. Mình là Dương Bonsai anh chị ạ? Em Dương 5 tấn bonsai, 5T vâng. Bonsai. Vâng. Dương NT bonsai. 5T. Thế là hai anh em tôi cùng chia sẻ tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc đến quý vị anh chị và các bạn. Đúng rồi. Quay lấy mặt lưng của nó tí rồi để xuôi. Quay lấy mặt lưng. Vâng, kính thưa quý vị anh chị các bạn, chúng tôi đang đứng ở khu vực trưng bày ba tác phẩm của nhà vườn làng Sông Trăng, Kiến Thụy, Hải Phòng. Bây giờ thì tôi có cuộc phỏng vấn rất nhanh với chủ sở hữu các tác phẩm. Em chào anh. Vâng, xin chào. Anh ơi, đợt này đến với triển lãm Kinh Bắc Bắc Ninh mang ba tác phẩm đúng anh? Đúng ạ. Vâng. Mình mang bốn tác phẩm. Bốn tác phẩm ạ? Vâng. Vâng. Em nhìn tác phẩm này thì rất là quen mắt. Làng Sông Trăng thì có Huyền Chi Vân Tùng đã đi tham dự ở nhiều triển lãm rồi. Cái này là trước đi Thái Bình. Vâng. Thì khi mà đi ở Thái Bình ấy là nó lá nó còn non. Vâng. Hôm ấy thì mấy anh em mà nói là nó đẹp cốt thì cứ mang vào đấy. Nhưng vâng. Hôm vào nó mất sắc. À. Thì hôm nay là trồng nó khác hẳn. Đúng rồi. Đấy. Nó khác hẳn nhưng mà vẫn nguyên nó đấy. Vâng. Được mấy tháng chứ mấy. Tức là sắc màu nó khác. Nó khác. Nhưng mà bông ra mới chỉnh lại nhỉ anh nhỉ? Thì đó, nó ra lại lá. Vâng. Cây này là cây người ta lên đá rất là đẹp. Đá người lên đá đẹp, đá đẹp. Và cái form này. Vâng. Người ta thiết kế giả như một cái tháp núi lên. Vâng. Thì nó có một cái cành cây huyền đi dưới.
Đây đẹp, là... nó đẹp là đẹp cây, nhất là cây huyền này. Cây huyền này này. Vâng. Chứ nó không phải thuộc cây. Vâng. Đây là cây huyền này. Vâng. À, mấy cái đường này mình lưng lên mình nhả lại. Vâng. À, khi nhìn cây ở dưới đây đã thành một cây. Vâng. À, rất là đẹp. Cái cây huyền nó uyển chuyển, nhẹ nhàng và nó tạo thành tổng thể bóng cây đẹp. À, cây này già lắm. Vâng, cây này già. Cây này được khoảng bao nhiêu năm rồi? Nó khoảng trên 100, từ 100 năm trở lại. Vâng. Cây này trước là anh khai thác ở vùng nào về? Đây cốt cốt chậu này. À, cốt chậu trước đi à? Cốt chậu trước này. Vâng. Cái cây này là hình như nó xuất phát từ trên Thái Nguyên. Vâng. Tức là trước anh sưu tầm lại là của một nhà vườn ở khu vực nào rồi? Có qua mấy người nữa rồi. Dạ. Rồi. Tức là cũng qua đây nhiều chủ sở hữu rồi mới về đến này. Đây vâng. Nó là cây lá móng. Vâng. Chỉ có lá móng thì thân cốt nó mới giữ như này. Vâng. Màu nó đẹp. Màu nó đẹp. Màu thân không, đẹp. Không phá. Vâng. Mà thân bao giờ nó cũng đẹp. Vâng. Mình chơi lá móng nhiều biết. Tức là khi anh nhận tác phẩm này về là đã gành đá rồi đúng không? Gành đá rồi. Gành rồi. Vậy mình chỉ có làm lại bông. Tức là chỉnh sửa lại tí bông. Chỉnh sửa lại. Vâng. Thì trước bông rồi nó có những cái cành là trông về mỹ thuật nó không có đạt. Vâng. Đây. Hiệu mình cắt đi. Chờ hạ ra đây. Vâng. Đây. Những cái này là nó ở trên đây. Đây cắt cái này. Đó. Những cái này nó xả thuốc là mình đưa vành hết. Đưa ngược vành này đi. Nó ấm cây hơn. Ấm cây hơn. Nó ấm cây hơn đúng không? Thế thì nhìn bên này. Vâng. Trông nó sâu như này mà nếu quay như này đẹp lắm. Vâng. Nếu quay từ dưới này lên này. Đây, hai mặt đều đẹp. Mình vam vít giờ nó tròn bóng. Thế trước nó vinh ấy. Vâng. Dạ, dạ. Dạ, đánh luôn. Cây bên kia của mình anh nhỉ? Cây bên này của mình. Vâng. Đây là phu thê dưỡng tử. Thái Bình có một cái tác phẩm lấy tên là phu thê giáo tử. Còn anh Hải Phòng lại có tác phẩm dưỡng tử. Dưỡng tử. Tức là hàm ý là... Nhưng mà chắc chắn là đây nó đặc biệt. Vâng. Nó nội dung của tác phẩm ấy, là nó thể hiện rõ nét. Vâng. Bằng khung hình bố cục. Chứ không phải cố đặt ra tên được. Đây. Tức là cái nghĩa của phu thê giáo tử là hai vợ chồng nuôi dưỡng con cái à? Đây. Hay là như đây. Thế nào? Anh đứng ra là... Vâng. Đây là người chồng, người vâng. cha. Vâng. Hai cái tay người ta đây. Vâng. Ôm lấy vợ con. Đây người phụ nữ là tóc. Mình làm tóc nó dài như thế này. Nó mềm mại. Nó mềm mại. Vâng. Mà nó đương nhiên là cây này cũng nhu. Vâng. Cho nên là... Có cương có nhu. Ở đây là một cây trực. Đây là một cây nhu. Đây cương, đây nhu. Đây cứng, đây mềm. Đây. Từ đây là... Mình chống cái rễ vào đúng lưng của nó. Vâng. Nhưng mà vẫn kéo cái này ngả ra kia. Vâng. Để cái đứa con này nó phát triển. Nó thoáng nó bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Về mặt ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà thực ra cây kéo dài để cho nó sinh trưởng. Vâng. Nó cũng hai cái thứ nó tương đương nhau. Nhưng vẫn được chống lưng. Thì mình làm toàn bộ nó giống như một cái mái nhà. Để... Về bố cục nó thoáng hơn. Thoáng hơn. Vâng. À, phu thê dưỡng tử. Vâng. À, trông nó như một cái gia đình mái nhà ấm áp. Vâng. Đây để cây to ra xa này, nhưng mà nhìn xuyên hết. Đúng rồi. Nó thoáng nó không bị che khuất. Nó không bị che. Vâng. Nhìn nó xuyên hết này. Mà tất cả những cái loại cây nhìn xuyên gầm đều là cổ thụ ấy. Vâng. Nó không có phải là cây tay tán vùng thông thường. Cái này là một gốc xong là các thân trải dài ra, các thân lên chứ anh nhỉ? Dưỡng tử phu thê thì chứ không phải là ghép đúng không? Phu thê là nguyên phải hai gốc đấy. À hai gốc đúng rồi. Nguyên tắc của phu thê là phải hai gốc nhưng mà cùng một giống. Vâng. Cùng một chủng loại và ghép một thời điểm. Vâng. Đó. Thì cây này là cây đặc biệt, khẳng định luôn. Nếu mà không phải hai gốc thì không thì không dám gọi phu thê. Không dám gọi phu thê. Tức là trong một nhà không lấy được nhau đấy. À, đúng rồi. Đúng không? Sáng nay mới có một nghệ nhân bình luận mà. Vâng. Mà ông ấy chờ mình từ hôm đêm lên đến giờ hôm nay ông cũng gặp. À vâng. Đó là nghệ nhân Nguyễn Quốc Việt. Vâng. Gia Lâm. Tức là nếu mà đặt tên phu thê thì nó phải hai gốc. Hai gốc. Hai gốc hai cây. Cùng nhưng mà đương nhiên vào. Là phải cùng là vâng. ai cùng thời điểm đấy. Có kết nối được thành vợ chồng thì nó phải hai họ khác nhau hai đúng họ không khác nhau. Hai họ khác nhau chứ không cùng họ
Tôn chất trình. Cái này từ xa bóng nó cũng rất là vâng, bóng rất đẹp. Bóng rất đẹp luôn. Nếu đi xa ra đây thì nó bóng cực đẹp. Vâng. Long dáng tản vân cũng của anh đúng không? Long dáng tản vân cũng của mình. Vâng. Cái này thì mình đặc làm đặc biệt về bông hơn. Vâng. Cách làm bông trông rất là đặc biệt. Vâng. Đó là vẽ đúng như áng mây. Vâng. Vẽ như này. Nhìn cái áng mây kìa. Đó, cứ nhìn cái áng mây kia nó chầm nhau kìa. Đó. Tức là bông tán tản vân, tán vân. Như những áng mây bay. Tản vân xịn luôn. Chứ không làm bông độc lập. Vâng. Cái chính là cái cốt của cây này này, cái thân nó, mang dáng một con long cổ. Long cổ. Anh nhỉ? Mà nó già lắm rồi. Mang dáng một con long cổ. Đây. Cây này, cái đường này này. Cái đường này rất là đẹp. Sáng mình nói với đội YouTuber kia ấy, là một cây long có thân chạy huyền thoại nhất Việt Nam. Đúng rồi. Anh chạy xe về đón... Tức là cái nét này là nét của long cổ. Long cổ. Long cổ có nét này. Ừ. Chứ còn ví dụ như là long chữ C hay chữ D thì bây giờ đó là hàng mới. Là... Hàng mới. Ừ, làm cái này, về sau mà mình tìm hiểu trong Nam Định thì người ta nói là thực ra quê em trước làm cây này. Vâng. Nhưng nó quá khó. Đúng rồi. Mà nó quá lâu. Đúng rồi. Cho nên bọn em không làm nữa. Phải làm được từ nhỏ. Chứ làm không từ phải nhỏ. Là không làm được. Vâng. Mà nó lâu. Vâng. Thì trước cái rễ này mình nó ở đây mình vắt ra đây giờ thành cái miệng. Vâng. Này cứ ngửa ra hay quá nhỉ cái đoạn này. Như miệng rồng, miệng rồng, miệng rồng. Miệng rồng. Tác phẩm Long Gián Tản Vân cùng các tác phẩm của nhà vườn làng Sông Trăng, Hải Phòng. Quý vị anh chị và các bạn quan tâm liên hệ đến số máy 0908 402 370. Lần đầu tiên. Anh ơi, mình còn một tác phẩm nữa nhỉ? Đây là ba. Vâng. Đây là tác phẩm thứ tư của nhà vườn làng Sông Trăng. Chủ nhân là anh Thủy Hải Phòng. Cây này thì anh ấy chỉ dùng một tên chung là cây xanh cổ thôi các bạn. Cây này có ba thân rất là già. Thực sự là với góc độ như tôi thì tôi nhìn nghĩ là cây này đặt tên thì nó cũng rất là khó. Nếu mà theo một cái tên cổ hoặc là theo một cái điển tích điển cổ gì đó. Thế nhưng mà cứ cây già cây cổ là quý rồi. Mặc dù chất liệu là xanh quê nhưng mà rất là đẹp. Cây nó già đanh, già mốc rồi. Bông tán thì làm mịn màng. Sáng nay là anh Vũ. Vâng, thưa quý vị, anh chị, các bạn, tôi chuyển qua các tác phẩm khác nhé, các bạn nhé.